Chào các bạn nhé, chào các bạn đến với kênh Fan Family. Đấy, hôm nay bà mình đang nấu canh cua các bạn ạ. Canh cua nấu với mướp hương. Đấy, cua là sau khi là rửa sạch và được lấy gạch ra, chúng ta chuẩn bị cho vào cối xay. Nguyên liệu chính là cua và mướp. Ở đây là có 3 quả mướp hương và làm sạch ở đây này. Đấy. Mướp ở bên Séc này đắt ngang với lại thịt bò ở Việt Nam, gần 200.000 một cân. Năm nay nhà bà mình cũng chưa có quả mướp nào, có bầu mí bí không? Sang năm dòng mướp thì lại thao ăn canh cua. Cái gạch này phải để riêng này nhé các bạn nhé. Phi hành mỡ mới gạch trước. Đó, một tí nữa là công đoạn xào nấu là mình sẽ quay chi tiết một bát canh cua mướp. Ở Việt Nam thì cũng thấy bình thường thôi, nhưng mà ở bên châu Âu thì bát canh cua mướp thì quý lắm. Tí cho máy xay, ngày xưa giã, ngày xưa thì có cối đá thì giã, nhưng mà bây giờ có máy rồi tiện, không phải giã nữa. Đây là món nhà quê dân dã. Đấy, món nhà quê dân bây dã. Bây giờ là đặc sản đấy các bạn. Bây giờ là đặc sản rồi. Cái này ăn mấy tí, ăn với cà pháo muối chua, tự muối, tuyệt vời. Đấy, sau khi mà đã ấy gạch xong rồi cho chút nước vào các bạn, để xay cho cái máy nó không bị kẹt. Nhìn thì đơn giản thôi, nhưng mà cũng phải biết cách lọc, cách làm ăn nó sắc. Lúc nào xay các bạn cho một tí muối, cho một chút muối. Cái công đoạn là thank you.
đổ ra. Xong bắt đầu ta nấu, không thì nấu một cái nồi khác cũng được. Nấu canh cua xong rồi ta đổ vào. Thế là xong. Cho hành, mùi, cất đổ vào. Rồi đảo đều rồi ngấm mắm muối thì bắt đầu là ngấm mắm muối thì bắt đầu là cho ra. Rồi, tiếp tục lấy luôn cái son này. Lấy luôn cái son này cho tí nữa mình có canh xong rồi mình lại nêm nếm lại gia vị. Bắt đầu mình lấy cái nước cua nãy mình lọc đấy vào vào. Bật bếp nó vô lên. Khi nước sôi thì chúng ta bắt đầu mới cho bước xào vào các bạn. Xào vào. Chán rồi. Rồi mới xào vào xong lại đun sôi lên. Cho ra tô và cho rắc tí hành mùi lên thế là chén thôi. Đó các bạn. Đấy. Thế là chúng ta đã có một bát canh cua nấu với mướp. Và đây là thành quả của nó. Chúng ta cho thêm một tí hành mùi. Và đây các bạn biết không, đây là cà pháo. Đang ăn cơm cùng cà pháo muối mà mình tự muối. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho bà cháu mình một like. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thành công và sẽ có một bát canh cua nấu với mướp thật là ngon miệng. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại. Chào các bạn.